Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân với cử tri số tháng 5 năm 2024. Mở đầu chuyên mục sẽ là những thông tin về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian qua. Tiếp đó là phóng sự về phản ánh kết quả việc triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023 đến 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao. Theo chương trình, từ ngày 20 đến 22 tháng 5, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Diễn ra từ ngày 20 tháng 5, dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến mùng 8 tháng 6 năm 2024, đợt 2 từ 17 tháng 6 đến sáng 28 tháng 6 năm 2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 26,5 ngày. Kỳ họp thứ 7 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa 15. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật và 16 vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân là yếu tố hết sức quan trọng để các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Trong những năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân trên các lĩnh vực với nhiều hình thức phù hợp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố để các đại biểu Hội đồng Nhân dân có cơ hội nắm bắt, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn các kiến thức kỹ năng có được thông qua hoạt động lần này sẽ giúp đại biểu Hội đồng Nhân dân vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Trong chương trình, hơn 300 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã được nghe các đồng chí báo cáo viên, nguyên là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, truyền đạt về 3 chuyên đề về các kỹ năng trong quyết định giám sát trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư công, thu thập, phân tích và sử dụng thông tin phục vụ hoạt động quyết định giám sát. Đây đều là những nội dung có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, liên quan đến lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm trong sử dụng ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư với mục đích giúp các đại biểu nhận thức sâu hơn, đồng thời bổ sung những kinh nghiệm thực tiễn đối với các chuyên đề được đề cập, giúp các đại biểu nâng cao năng lực, kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện kế hoạch giám sát về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên quản lý giai đoạn 2018-2023, đoàn giám sát của Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm thu thập thông tin, đánh giá đầy đủ, toàn diện, kết quả đạt được, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2018-2023. Trong đợt này, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đánh giá cho thấy, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm các địa phương đã ban hành kịp thời và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo về công tác này. Hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả. Tại các buổi giám sát, thành viên đoàn công tác đề nghị các địa phương đơn vị làm rõ thêm một số nội dung về việc quản lý thức ăn đường phố, chợ trung tâm, các hoạt động kinh doanh thực phẩm trên mạng xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm,
đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách về an toàn thực phẩm, đặc biệt là tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chú trọng hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền, có giải pháp khuyến khích, huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ quản với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động có hiệu quả và tiết kiệm, các tỉnh thành trên cả nước đang quyết liệt triển khai kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả của quản lý địa phương, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành sắp xếp lại cấu trúc đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sau một thời gian khẩn trương tích cực xây dựng đề án, mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua phương án sắp xếp trên cơ sở đồng thuận và nhất trí cao của cử tri và nhân dân. Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua rà soát và đối chiếu với các quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Thái Nguyên có 3 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định thuộc diện sắp xếp, gồm xã Vạn Thọ và Nam Mao, huyện Đại Từ, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp gồm thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, khi thực hiện phương án sắp xếp này thì sẽ có 8 đơn vị liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gồm 7 xã và 1 phường. Đó là các xã Ký Phú, Phú Xuyên, Phú Cường của huyện Đại Từ, xã Tân Lợi của huyện Đồng Hỷ, xã Phấn Mễ của huyện Phú Lương, xã Bảo Cường của huyện Định Hóa, xã Quyết Thắng và phường Quan Triều của thành phố Thái Nguyên. Như vậy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 43 phường, 118 xã và 10 thị trấn, giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay. Để đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo đúng chủ trương của Trung ương, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có liên quan xây dựng dự thảo đề án, đồng thời ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Dự thảo đề án đã được ban chỉ đạo xem xét, thông qua và yêu cầu các sở ban ngành có liên quan phối hợp với địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến để hoàn thiện. Từ ngày 1 tháng 3 đến 10 tháng 3, các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, ý kiến Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện. Tỷ lệ cử tri đồng thuận đạt tới con số ấn tượng là 99,08%. Tôi nói là việc rất là khó. Chúng ta sắp xếp nhưng mà chúng ta yêu cầu có cả quy hoạch, rồi yêu cầu đầy đủ các cái đáp ứng các chỉ tiêu. Nhưng tôi thấy đây là phần lớn các địa phương là tính đồng thuận rất cao. Như Thái Nguyên là 99% đồng thuận. Thì phải nói là người dân rất ủng hộ cái việc này. Vạn Thọ và Nam Mao là 2 trong 3 xã thuộc diện sắp xếp lại đơn vị hành chính. Theo đề án, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Thọ vào xã Ký Phú để thành lập xã Vạn Phú. Như vậy, sau khi nhập, xã mới có diện tích hơn 26 km2, quy mô dân số hơn 13.000 người. Sẽ góp phần mở rộng không gian quy hoạch xã Ký Phú, trở thành xã phát triển cực phía Nam của huyện Đại Từ, phù hợp với nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai xã. Đối với xã Nam Mao, theo chủ trương sẽ nhập phần diện tích 3,01 km2 gồm 3 xóm vào xã Phú Xuyên và nhập phần diện tích 6,32 km2 gồm 4 xóm vào xã Phú Cường. Việc sắp nhập trên cơ sở, phong tục tập quán của người dân có nhiều nét tương đồng, thuận lợi cho công tác quản lý địa giới hành chính của chính quyền và việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân sau khi sắp nhập. Tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xây dựng phương án nhập phần diện tích 4,24 km2 của 4 xóm vào phường Quan Triều và 3 xóm, tổng diện tích 2,1 km2 vào xã Quyết Thắng để thành lập phường Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Điều này sẽ thuận lợi cho công tác quản lý và tạo không gian quy hoạch trong tương lai. Khi sát nhập giữa Quan Triều, Phú Hà, chúng tôi cảm thấy cũng rất hợp lý thôi. Sống ở đâu mình là người dân thôi. Tất cả mình phục vụ cho công việc của xóm, của làng, của tổ. Cái người đứng đầu, người ta phải có trách nhiệm, người ta đã phải cân nhắc, tính toán và suy nghĩ rất nhiều khi thực hiện một cái việc gì, chủ trương đưa ra cái cho bà con nhân dân.
Cùng với 3 địa phương thuộc diện sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên cũng xây dựng phương án cho 5 xã thị trấn thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Đây là các đơn vị hành chính cấp xã, có quy mô nhỏ, nguồn lực địa phương bị phân tán, không gian phát triển hạn chế, khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn về phát triển kinh tế xã hội. Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Lợi sẽ nhập vào thị trấn Trại Cao huyện Đồng Hỷ, đảm bảo cho thị trấn sau khi sắp xếp đạt tiêu chuẩn quy hoạch loại 5. Việc sắp nhập cũng tạo thuận lợi hơn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thị trấn. Cán bộ đảng viên và nhân dân ở hai địa phương này cũng đã nhận thức ra cái việc mà sắp nhập vào là cái chủ trương đúng, chủ trương tốt, thế và tạo cái điều kiện thuận lợi mà sau sắp nhập để tạo cái tiền đề vững chắc để xây dựng các cái đô thị cũng như là phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính được cán bộ và nhân dân tại các địa phương đồng thuận cao. Tuy nhiên, vẫn còn những trăn trở về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. 29 năm công tác, ông Diệp Văn Báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ là một trong số những cán bộ thuộc diện sắp xếp sau sắp nhập đợt này. Thì tôi cũng có nguyện vọng là được nghỉ. Thứ nhất là để có điều kiện cho cái lớp trẻ phấn đấu phát triển. Thứ hai là cũng tạo điều kiện để cái việc thực hiện cái sắp xếp nhân sự sau xếp sắp đơn vị hành chính nó được thuận lợi cho các cơ quan. Qua đây thì tôi cũng đề nghị tỉnh xem xét cũng sớm có cái nghị quyết để điều chỉnh bổ sung cái nghị quyết 18 đấy, làm sao cho nó phù hợp với những cái đối tượng được nghỉ, đặc biệt là đối với những người mà nghỉ do sát nhập địa giới hành chính. Tâm tư của ông Báo cũng là một trong những vấn đề được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quan tâm nhiều nhất tại kỳ họp diễn ra mới đây, trước khi biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Báo cáo của Sở Nội vụ, theo tính toán, số lượng cán bộ công chức cấp xã thực hiện sắp xếp hiện có 296 người. Số lượng cán bộ công chức bố trí tại các đơn vị sau sắp xếp là 226 người. Số lượng cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp là 70 người, trong đó nghỉ giải quyết chế độ là 26 người, chuyển sang các đơn vị khác 44 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện sắp xếp hiện có 145 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp là 13 người. Số lượng người dôi dư này sẽ nghỉ để giải quyết chế độ. Ngoài chế độ chính sách theo quy định của Trung ương, thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chúng ta hiện nay đang thực hiện nghị quyết số 18 năm 2021 của Hội đồng tỉnh quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức viên chức người lao động do sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy tinh giản biên chế. Nội dung này thì Sở Nội vụ sẽ phối hợp với sở ngành và địa phương tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể và có cái đề xuất với Ủy ban tỉnh báo cáo với Hội đồng dân có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Thực hiện chủ trương lớn trong thời gian tương đối ngắn, khối lượng công việc nhiều. Tuy nhiên, với sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận cao của nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực thực hiện đồng thời các bước sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy trình, tiến độ của Trung ương. Kết quả đạt được bước đầu, song những nhiệm vụ còn lại cũng đòi hỏi các địa phương phải tận tâm, cố gắng, tích cực hơn. Đề nghị là các cơ quan địa phương đơn vị liên quan ấy, thì khẩn trương lập điều chỉnh lại các quy hoạch từ cấp xã đến cấp tỉnh để hoàn thiện hồ sơ đánh giá tiêu chuẩn đô thị đối với các đơn vị mở rộng. Khi mà chúng ta từ xã lên phường rồi lên thị trấn thì đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, nhất là trong cái việc chúng ta cái đô thị hóa sẽ nhanh thì quản lý đất đai nông nghiệp, khu dân cư rồi các cái nội dung khác, và cái cuối cùng đó là phải giải quyết thật tốt các cái chế độ chính sách. Chế độ chính sách thì đã có đầy đủ rồi, có nghị quyết 18, có nghị quyết 05 rồi. Đấy, về chế độ chính sách dôi dư rồi thì chúng ta áp dụng một cách theo đúng quy định pháp luật có lợi nhất cho người lao động. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Thực tế ở nhiều nơi cho thấy, quá trình thực hiện cũng có nhiều nội dung, vấn đề có thể phát sinh. Bởi vậy, sự đồng thuận, quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị là rất quan trọng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp cùng các ngành, địa phương, cố gắng đến tháng 9 năm nay thực hiện xong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, kể cả đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đây là yếu tố quan trọng để bộ máy mới ổn định, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp diễn ra vào năm 2025.
Chuyên mục đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân với cử tri xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.